Ok anh em, thì hiện tại bây giờ thì đã thương lượng được với cô chú xong. Thì bây giờ đón bé về thôi. 7 giờ rồi, từ sáng giờ chưa hai anh em chưa 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 cái gì luôn đấy. Đấy, cày có nghĩa là thời điểm này là thời điểm mà cày rất là nhiều. Nên là nhân tiện đây thì em cũng nói luôn là em đang cần thu bối và HB size lớn, số lượng lớn, anh em nào có thì cứ alo liên hệ với em ha. Còn bây giờ thì đón bé huyết long này về. À, bé này là size 48-50 nha anh em, nó phải size tầm 5x đấy, không dưới đâu. Thì một mắt sẽ là thông báo rõ cho anh em luôn. Ok, nếu anh em muốn săn hàng đẹp và giá êm body tuyển thì hãy nhớ đăng ký và theo dõi ủng hộ kênh của em ha. Hello anh em, lại là em Hải Rồng đây. Ok, chủ đề tiếp theo hôm nay thì tiếp tục của hành trình đi săn. Và cái kèo săn hôm nay thì là cái kèo săn trên quận 2 Sài Gòn. Và lên thu lại một bé huyết size trên 40. Mà cái điều đặc biệt ở đây này, nó giá nó cực kỳ êm luôn. Loanh quanh chỉ có vài củ thôi. Đó, vài củ nhá, mà size trên 40. Thì cô chú này cũng nuôi lâu lắm rồi, không có xài đèn, không có tanning gì hết, để cá kiểu chơi tự nhiên thôi. Thì em xem qua video thì thấy cũng tạm ok. Tại vì nó mờ đấy, video nó mờ mà cô chú để cũng già có tuổi rồi, cũng cao tuổi rồi nên là quay thì không được rõ nét như thanh niên cho lắm. Thế nên là kèo này thì cũng kèo hên xui thôi. Bây giờ mình cứ chạy lên xem con cá nó đẹp hay nó xấu hay như thế nào thì mới thẩm định được. Và cái thứ hai nữa là mới quyết định xuống tiền hay không. Và đưa về đội hay không thì bây giờ cứ phải lên thực trực tiếp và thực tế để chiêm ngưỡng và ngắm xem nó như thế nào. Nếu mà đẹp hoặc là nó bình thường nhưng mà giá mà nó êm ấy thì em sẽ thu về để phục vụ tất cả anh em. Đó, anh em nào mà thích những cái bé đó thì cứ alo liên hệ với em ha. Và ok, bây giờ không linh tinh liên thuyên nữa, cùng theo chân em lên trên Sài Gòn quận 2, chặng đường hơi bị dài và hơi bị xa. Let's go. Ok, bây giờ thì cũng đã tới rồi. Bây giờ gọi điện cho chú ấy xem là chú ở đâu. Đang đi thì trời mưa anh em ạ. Dạ chú ơi, con tới chỗ bệnh viện rồi chú. Dạ, chú đón con với. Dạ. Thật ra thì đã tới đâu. Đi lên xíu nữa thì mới tới thì phải. Thì đúng rồi, mình phải vậy chứ. Có khi nào đi lộn cả bệnh viện luôn không? Đấy là hết nước chấm luôn đấy. Chứ trường hợp mình không để ý. Biết rồi. Giờ cũng thiếu lòng. Ẩm thực Hoàng Long. Ôi rồi, ẩm thực dê này nữa. Đã nhịn đói từ trưa giờ đã đang đói rồi lại còn ẩm thực như thế Làm cái bụng nó còn cào. này. Mẹ ấy điếng hết cả người. Dùng hết cả tay. 70 mét. Bạn đã đến. Biết ô. Vậy là ở đâu? Trước mắt là mình cứ đậu lên đây trước đã nhỉ, xem tình hình Như thế nào tính sau. như nào đấy, đứng lên thêm xíu nữa. Ok, hiện tại bây giờ thì em đang ở đường ở bệnh trước cổng bệnh viện Lê Văn Thịnh. Trước cổng bệnh viện Lê Văn Thịnh. Đây, đang đợi chú ấy ra đón. Từ sáng giờ là từ trưa giờ là hai anh em chưa được ăn miếng nào. Ok thì đây chú ở đây. Đợi mãi chú mới bây giờ chú mới ra.
Chú chắc cũng phải đáng tuổi bố mình. Ôi lại mưa. Ôi giời ơi tội chú. Rồi thế. Rửa trái. Tội chú. Mưa tội chú quá. Chú nhiệt tình quá anh em ạ, chú nhiệt tình quá, trời mưa chú vẫn chạy ra chú đón. Tại vì chú không biết gửi định vị nên là thành ra cũng không không biết chạy sao cho nó đúng, nên là chú bảo thôi cứ đến cổng bệnh viện đi, chú chạy ra chú đón. Trời ơi mà mưa to quá. Anh náy thật sự luôn ấy. Anh em thanh niên với nhau thì không sao nhưng mà chú cũng có tuổi rồi. Tôi bằng tuổi bố mình rồi nên là nhìn nãy nãy thật sự luôn. Kèo này cỡ nào cũng thu. Kèo này cỡ nào cũng thu. Xấu cũng thu. Nói chung là mình chân quý, xấu mình cũng thu. Ủa ôi, mưa to quá trời luôn. Tội chú ghê luôn. Thật sự đôi lúc em đi thu cá này nhiều trường hợp mà mình đi giao thì không sao nhưng mà mình đi thu ấy. Tự dưng nó mưa to ghê. Này. À. Không, chắc là chú dạ. Nha. Rồi anh camera xuống đi. Mưa to luôn anh em. Ôi giời ơi. Anh ra lấy thùng xốp. Mưa to luôn anh em ạ. Rồi, cũng không sung sướng gì. Dạ con chào cô. Dạ. Cô ơi có cái gì lau lau chân con tại ngoài mưa quá. Thế con đi đại cho cô nha. Dạ. Dạ. Wow. Wow.
Dạ. Ôi nhà đẹp quá cô ạ. À hồ. Bây giờ muốn nuôi là phải mua hồ, bây giờ không muốn nuôi nữa. Ôi cái hồ này thì sắp hư rồi. Thì đó. Ok anh em thì hiện tại bây giờ đã vào bên trong. Thì bé này size 45 anh em ạ. Size 45 46. Đó, size 45 46. Anh em nhìn màu này. Đó. Con này là chưa hề tan ninh lần nào luôn. Đó, size 45 46. Sẽ mắt bên này. Sẽ mắt bên này. Đó. Nói chung là vấn đề sẽ mắt này thì em xử lý được. Không sao cả. Đó, vấn đề sẽ mắt thì em xử lý được. Xử lý được cho anh em. Bao luôn cho anh em luôn. Xem hàng vẩy có ITL không? Nhiều hàng vẩy. Con này chỉ mắt, môi, râu, nói chung là chỉ muỗn mắt thôi. Chỉ muỗn mắt thôi. Mỗi một bên mắt bên trái này thôi. Đấy, còn đâu là ok hết. Muỗn mắt bên trái thì em xử lý cái một là được. Còn cái tủ này, cái hồ này chắc nó hư rồi. Ui ôi. Ui cái hồ này nó hư lắm rồi. Ui cái hồ này nó muốn rụng rời ra luôn rồi đấy cô. Trời. Dạ dạ con cảm ơn cô. Đó, nó rụng rời hết trơn thấy không? À dạ. Hơn dạ dạ. Rồi. Dạ. Thôi dẹp luôn. Dẹp luôn mệt lắm. Dẹp luôn. À. Con nhìn cô chú bằng ba mẹ con. Ba mẹ con hôm nay là 65 với 70. Cô gần 60. À? Dạ. Thì ba mẹ con cũng thích chơi lắm nhưng con bảo thôi thôi bây giờ ba mẹ cứ cứ. Cô còn ông bà dưới. Dạ. À vậy. Dạ. Cô mới chạy về thì. À vậy. Dạ. Nên cô giờ cũng chăm nhiều quá, cô chăm dạ, già. Dạ. Cái tên kia nữa, dạ. Bán bớt mấy con vẹt rồi. À vậy hả? Mới bán một cặp vẹt bị chết với lại một con vẹt sáng. Dạ dạ. Bây giờ cô bán một con bán bớt rồi. Với lại để dưới biết chẳng ai ngắm. Dạ. Cô nói thôi giờ coi ai mua cứ gã nó đi chứ giờ cứ hồ thì muốn hư rụng rỡ chứ. Đợt trước thì mua nó có giá lắm cô. Bây giờ thì nó rẻ lắm với cái thứ hai là con cá nó bị vấn đề rồi ở mắt này. Sẽ không? Dạ, nó sẹ và nó sưng, nó sẹ và nó sưng một bên mắt bên này rồi này. Vậy hả? Đây này cô nhìn này, nó lòi hẳn ra này. Thì đó có tại vì cô cho nó ăn nhiều quá, cô đâu người ta biểu ra là phải trồng cái gì vậy, tôi nói thôi chơi nuôi làm mình, dạ nuôi làm kiểng thôi chứ còn mình cũng không ấy lắm. Chăm như người ta dạ. Đâu phải người nhân đâu mà chăm. Dạ. Thì tôi cũng lên mạng tôi nghe vậy thôi. Dạ, nghe dạ. Đó là cái chuyện cho nó ăn nhiều quá, con mắt nó bị sệ đó. Nó do con cá cô. Ừ. Dạ. Thì cô coi cứ cô gã cô được nhiều cô gã đó chứ. Dạ dạ. Ui, chăm cả gà luôn hả cô? Thì đó, gà. Ô. Đó. Gà, còn em gà. Nhìn này, đây đây, đang ấp. Cái này đang ấp luôn rồi cô. Ừ, đang ấp. Ok. Gà Sidoma. Ôi, gà Sidoma chứ gà chạy cá. Chỉ chiêm ngưỡng xíu. À cái này là cái máy ấp đấy hả cô? Cái máy ấp. À. Hay quá nhỉ. Gà là kia nữa đó. À là mình cứ có gà xong là mình cho vô đây xong nó ấp luôn. Nó đẻ xong cho đi ấp tại vì gà kiển nó không có ấp. À dạ. Nó đẻ thôi chứ không. À dạ. Bày gà con nó mới nở ra được từng từng con quái. Đây là quái. Dạ. Ông con này phải size 50 anh em ạ. Con này chính xác nó phải size 50 nếu mà theo nhìn kỹ lại thì đúng rồi. 48 50. Chứ không có dưới đâu. Chú ạ. Mừng con lại luôn. Dạ. Dạ.
cô vất vả chú quá, chú ra thì chú ra đón cái là dính mưa liền, dính đúng mưa liền luôn. Cái hồ này cô chú chơi lâu chưa, mua lâu chưa? Lâu rồi. Mẹ cô mua ở lúc là hồ nước mặn. À. Cô chơi hồ nước mặn. À dạ. Cái mà nước mặn nó xét đồ với lại biết sao không, phải san hô phải nở. Tại cô chị lắm. Cô đó lên cô thích thì mẹ cô sao cái cô chơi nó không nở chứ cô bỏ hết mấy chục triệu. Trời trời. Sang hồ nước ngọt. À dạ. Yeah. Sang hồ cái con mua mấy con rẻ rẻ tiền. À. Sao cái bà nói biết lòng mẹ, biết lòng ơi. À ok. Dạ dạ dạ. Rồi nó có con chim nữa. Nó có con dạ, dạ dạ dạ. Rồi cô biểu là sẵn gắn chết vô con cá, nếu mà gắn vô con cá nó mất sức thì cô cũng thương cá, cô cũng cho gắn rồi cô cũng đưa cho cô một ép con đó luôn. Dạ dạ. Đâu cái thú chơi là thường đa số là người chơi là lỗ chứ không có lời được, nhưng mà đổi ngược lại thì thỏa mãn cái đam mê của mình, nó ngắm nghía nó vui. Chứ còn nếu mà như bọn con thì bọn con kinh doanh nó khác, bọn con kinh doanh thì ai cũng vậy thôi. Dạ. Chứ còn nếu mà ai chơi đam mê mà chơi để nó vui mà đến cờ bán đi cũng có tiền thì chỉ một là đồ gỗ, hai là cái gì đó chơi gì lâu năm thì được. Dạ. Con mê lắm, nhìn gỗ này con mê lắm. Yeah. Ồ, con thích lắm. Uống nước em. Dạ dạ. Cái này là bán xong là cái bộ lọc là cái hồ này dẹp luôn. Con thấy là dẹp luôn chứ nó cũ lắm rồi, nó xuống đát lắm rồi chú cô chú ạ. Tại hồi đó con mua cái hồ đi lau con cá cô mới mua chứ hồi đó con chưa hồ nước biển. À dạ. Chứ cái này nó cũ lắm rồi. Rồi cái bắt đầu cái qua hồ nước ngọt, mà cái hồ thì lau con cá thì mới mua. Dạ. À. Không có lạnh, nước không đủ lạnh thì nó không sao không. Đúng, dạ dạ, đúng rồi. Máy lạnh nó chạy 24/24 luôn. Dạ dạ. Thấy cô mệt quá. Dạ đúng rồi. Thấy mệt quá thôi khỏi nghỉ. Cực lắm. Chơi mấy cái này cực lắm cô. Cô bỏ hết luôn. Chứ ta có thâu lợn. Dạ. Chỉ qua nước ngọt, cô kêu thợ làm lại nước ngọt. Dạ. Cái hồn nó đã lâu lắm rồi. Bây giờ con cá này mà hai con có thích nữa mà mua cái hồn chi mà con coi là 10-20 triệu con nó thôi đi vay gả cho mẹ cho rồi. Dạ. Lớn tuổi rồi với gia đình cũng ông bà chứ nữa. Dạ. Lúc con nhìn thì con nghi đến cái vấn đề mắt này rồi. À, nghi đến vấn đề mắt này rồi. Tại vì cô nuôi cô đâu phải nghệ nhân. Dạ. À, dạ dạ không. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ cá bây giờ thì nó rẻ quá. Không sao đâu. Cô bán là cô bán chứ cô chơi mắt chơi đẻ gì đâu, cô mua thì mắt đẻ, cô biết. Tại vì đội của con là đội thợ săn, là đội là các anh em là chia nhau ra đi săn khắp nơi luôn. Yeah. Với nhà nào ví dụ các cô các chú hoặc anh chị em là bà bán đấy, chơi mà người ta chán rồi hoặc là người ta muốn có công việc khác người ta dẹp ấy thì bọn con đến thu. Cô cũng dẹp được đó. Dạ. Chứ cái hồ này con mà tưởng mới mới là con cũng thu rồi nhưng mà đây nó cũ quá rồi, xuống cấp quá. Mà. Dạ. Dạ. À, không không. Dạ. Xong cái này con này chạy sang quận 7 nữa. Quận 7 đó hả? Dạ. Dạ. Tại vì tôi chưa. Dạ dạ dạ. Ok. Ok anh em thì hiện tại bây giờ thì đã thương lượng được với cô chú xong. Thì bây giờ đón bé về thôi. 7 giờ rồi, từ sáng giờ chưa, hai anh em chưa cái gì luôn đấy. Đấy, cày có nghĩa là thời điểm này là thời điểm mà cày rất là nhiều. Nên là nhân tiện đây thì em cũng nói luôn là em đang cần thu bối và HB size lớn, số lượng lớn, anh em nào có thì cứ alo liên hệ với em ha. Còn bây giờ thì đón bé huyết long này về. À, bé này là size 48-50 nhưng em, nó phải size tầm 5X đấy, không dưới đâu. Thì một mắt sẽ là thông báo rõ cho anh em luôn. Cái con này là nuôi được bao nhiêu năm rồi cô nhỉ? Cô nhớ không? Không nhớ đâu, có giấy dẫn thì cô không nhớ. 29 đó. 29. 20 đó. Không, là cô chú nuôi từ 29 hả? 20, 21, 22, 23, 4 năm rồi hả?
4 năm mà nó bằng đây ạ. Không, 3 năm à. 3 năm à. 3 năm à. À, vậy à, 3 năm. Không tới 3 năm nữa, tại cô 29. 29 tháng mấy nữa? Tháng 12. À, tháng 12 thì chắc được có... Không, nếu mà tính ra con này, con nhắm chừng nó rơi khoảng 2 năm thôi. 2 năm thôi, chứ nó không hơn được khoảng 3 năm, hơn 3 năm đâu. Con này hiện tại là hơn 2 năm mà chưa hề tan ninh nha anh em. Đây là cô chú để cái đèn, gọi đèn đỏ để tự nhiên thôi, chứ không có tan ninh gì hết. Nên là anh em về mà úp đèn thẳng trực tiếp thì vẫn ok. Bây giờ đón bé về, thôi về với anh nhé. Về đội anh. Rồi. Này đẹp ngày nữa. Cho về, về đội anh thì cho chủ mới người ta chăm cho nó đỡ tội. Dạ. Dạ. Được, được, được. Lâu không ai sờ vào nó nên nó hoảng. Rồi, dục cái này đi. Đúng rồi, giữ giữ giữ, đúng rồi. Không nhìn thấy gì luôn. Từ từ không nhìn thấy cái ánh đèn này nó phả vào. Dạ không, không phải cần cô. Cô có cái gì để múc nước không cô? Cô có mượn cái gì để múc nước không? Úi dồi, à được rồi, được rồi. Cái này xốc cô rửa nhá. Dạ. Giải tán hết luôn. Bên này. Được, 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 cứ chút kệ con, kệ con, kệ bọn con. Rồi, để xuống. Dạ, không phải con.
cái lò mê đâu. Mấy giờ thùn được. Kéo gần lên đây. Ăn đi. Rồi cô cho con xin lại cái tờ giấy của dạ. Ok anh em thì bây giờ đã thu xong. Cho bé vào bọc. Chú rút điện luôn. Chú rút điện luôn máy bơm luôn. Là cái này là dẹp luôn đấy. Dẹp luôn chú. Dạ. Đó, dẹp luôn. À kìa, anh Hồng có xin được cái đèn chú cho cái đèn này chú. Đấy. Cái đèn với máy oxy kìa. Cái này cũng là dẹp thì có gì chú không xài tới cái đó. Em nó xin cái đèn, cái máy. Cái đèn cái máy. Lấy đèn máy hả? Dạ. Cô dạ. Con chip nè con. Dạ, con chip này. À, chip cô gắn đây luôn này. Ừ. Dạ. Tại tôi không có bắn những cái đó. Dạ. Cái cô mới sợ mắc chip cô bắn. Dạ, chuẩn, dạ chuẩn cô. Dạ. Cái này năm 2019. Tháng 12 phải không? Dạ, đúng rồi. Đâu, ngày 12 tháng 3. Dạ. Năm 2019. Dạ. Có nghĩa là cái ngày mà nó thành hình nhập con cá về. Còn khi bán cho mình thì chắc cỡ con này chắc cỡ 2 năm thôi cô ạ. Dạ. Rồi giải tán dẹp luôn thì cho đỡ đỡ cực. Cô nói cô không chơi bây giờ cô yêu cô cũng bán dạ. Dạ, dạ. Chờ cái hộp con luôn đem về luôn mà con không lấy. Nếu mà chờ dạ. Cho cái máy bơm vào đây này, đầu này này. Còn cái đèn thì cho ra xe. Chú ơi chú phụ giúp con một tay được không? Dạ, dạ cho cái này ra xe. Dạ. Anh Hồng chạy ra xe để cái đèn trước đi. Để cái đèn với lại mở cốp này. Đây cả cái nắp này, này cầm ra trước đi. Đó cầm cái luôn này cho vào cốp xe. Trời ơi, toàn đồ gỗ không. Đẹp quá, con ước mơ của con, thật sự con ước mơ của con là được sở hữu cái ngôi nhà mà chơi đồ gỗ. Con mê lắm. À vậy. Nhà con ngang 10 mét nè. Nhà tôi 3 mấy mét, nhà con gần 400 mét đất mà. Ui. 300 mấy nó gần 400 mét đất đó. 35 mét. Ước mơ luôn. Ước mơ của con. Nhà con tự ở đây kinh chỉnh là đồ gỗ không á. Đồ gỗ không? Đồ gỗ không tự. Phòng 5 đồ gỗ không á. À. Cho con chiêm ngưỡng xíu nhé. Ý là con cho con xem mấy cái đồ. Xíu nữa quay cho anh em khách hàng người ta chiêm ngưỡng. Đôi lúc mình đi đây đi đó thì quay lại xíu. Dạ. Dạ. Không con phải xin phép chứ con xin phép đàng hoàng con mới dám quay. Cái này lủng rồi con có lấy không? Thôi bỏ đi cô. Dạ. Con ra quay xíu nữa. À đây. Cho ra đây. Mở cốp chưa? Mở cốp không được. Ê. Quên. Quên. Rồi, chạy ra đi. Ờ, anh em nhìn đồ gỗ này. Cái gỗ này là... Gỗ đỏ không hả? Cái gỗ bàn tròn nó cũng 142 triệu. Wow. Ồ. Tôi mua chỗ là cặp một bình là 7 triệu, 2, 3 món là 400 triệu. 3 món là 400 triệu. Là cả cô lẫn chú là mê gỗ luôn.
mê gỗ luôn. Đây gọi là thuận vợ thuận chồng đấy. Cái này là gỗ đỏ à? Đẹp thật. Cái tủ bếp là 95 triệu. Cái bếp đó là 95 triệu. Ok, xíu nữa con ra con chiêm cho anh em chiêm ngưỡng xíu. Ok, bây giờ thì đưa bé ra bên ngoài. Chào mừng em nhập đội. Wow. Toàn đồ gỗ không? À. Bây giờ cho ra cốp. Là cả bên này với bên đằng này luôn, cũng nhà mình luôn. À vậy hả? À vậy hả? Ok, con xin phép con vào chiêm ngưỡng xíu nhé, tranh thủ. Tại mê quá cô ạ. Tại mê quá. Wow. Riêng quả đồng hồ này thì chú. Cái quả đồng hồ này là bằng gỗ gì chú? Gỗ hương. Cam xe hay gỗ hương? Cam xe. Có hai thiên thẳng ở đây nên là cô thấy cao, cô gỡ xuống cô dẹp. À vậy hả? Cái này là cam xe. Hồi xưa, hồi lúc 2001, cô mua một cây vàng rầm. Cây vàng rồng luôn. Trời ơi. Tại vì hồi xưa là nó tính ta mua tiền nhưng mà cô bán một cây vàng rồng. Nói chung một cây vàng rồng nó thói là một chỉ. À dạ. Cô đem một cây vàng ra cô bán nó thói là một chỉ, còn như là cô mua hết cái. À. Nhưng mà giờ tính ra tiền thì nó tính ra vàng thì nó đâu có bằng. Tiền thì chẳng còn lại đi nguyên vậy đó, nhưng mà tính ra vàng không được. Dạ. Đẹp quá trời luôn. 2001. 2001. Vậy là tính ra là khoảng tầm 22 năm. Cameraman quay lại gần đây xíu. Chiêm ngưỡng cái đồng hồ 22 năm. 22 năm nha anh em. Nó có hai cái thiên thẳng trên mà cao quá, cô lỡ xuống. 22 năm. Còn bên này thì hai cái lục bình này là bằng gỗ gì chứ? Cái đó là gỗ đỏ không? Có gỗ đỏ không? Gỗ đỏ, tất cả trong nhà mình là gỗ đỏ hết. Gỗ là gỗ đỏ, nắm luôn là gỗ đỏ nhưng mà. Wow. À dạ. Dạ. Cái này là mười mấy năm. Mười mấy năm đó. Mười mấy năm, 20 năm đó. Đúng rồi, cái kiểu thiết kế này con thấy là giống kiểu thiết kế này là cũng phải trên 10 năm rồi này. Cô đặt đóng. Dạ. Cô đặt đóng luôn, cái này là cô đặt đóng luôn. À cái dạ. Này là cô cũng đặt đóng mà. Tôi à. Đặt đóng luôn á. Cái tủ bên này là cũng gỗ đỏ. Hồi đó cô đặt gỗ đỏ không? Gỗ đỏ. Cái tủ này với cái đó cũng hai mấy năm đó. Cái này với lại giống cái đồng hồ kia nó cũng hai mấy năm. Năm đó. Cô một lượt đó. À. Còn mấy cái này con mới mua đây này khoảng 3 năm. À. 2009 đúng rồi. Cuối năm 2009 này con 3 nó này là 4 triệu. Cái nhà 2009 đó. Cái này là cô chú thích sưu tầm đồ gỗ. Cô chú thích sưu tầm đồ gỗ. Đó nhìn cái này không? Ở trong đây toàn ở trong đây là toàn gọi là đĩa bánh hoa quả các kiểu này. Đó. Quay sang chiêm ngưỡng cái bộ bàn ghế này. Nó đẹp kinh khủng anh em ạ, thật sự nó đẹp. Nó đẹp. Con xin phép cô chú là con quay cho anh em xem tí xíu. Nó đẹp kinh khủng luôn. Nói chung là khi mình bước vào nhà mình nhìn bộ bàn ghế là nhìn thấy nó có uy lực. Đúng kiểu cái vanh này, cái tay này tay bao nhiêu? Những tay này phải tay 10, 14, 13, 14 gì đấy cũng có đúng không? 16 hả? Gỗ đỏ.
Bộ cửa này cũng gỗ đỏ luôn. Cô chú là yêu gỗ đỏ anh em ạ. Cô chú là yêu gỗ đỏ. Sợ chưa? Cái cầu thang cũng gỗ đỏ. À. Không, cầu thang chắc không phải gỗ đỏ rồi. Ở cái trong đây là cô điện thoại của cô à? À. Ở trong đây là cô chú lại còn sưu tầm cả hai con cá rồng hay hai con cá chép gì đấy. Hai con cá chép hóa rồng. Đấy, thấy chưa? Anh em nhìn thấy không? Đấy, mình phiên dịch luôn, mình hình dung ra luôn. Hai con cá chép hóa rồng. Quá ý nghĩa luôn. Cái này cũng gỗ đỏ à cô? À. Quá đẹp luôn. Nó đẹp. À. Có nghĩa là mình để càng lâu là nó lại sẽ thay đổi màu là càng đỏ. À. À, cam xe là càng đen. À, chứ không phải là lúc mình khi mình làm thành phẩm này là lúc đấy là nó đã đỏ ngay đâu đúng không? Không không đúng không? Dạ, nó trắng xong dần dần theo thời gian là nó đỏ đúng không? Ok, thì đây là hai con cá chép hóa rồng. Đấy. Mình và hình dung ra là ngay. Còn đây là cái tủ. Ui, cái tủ này cũng phải cổ lắm đấy, ngày xưa đây này. Một ngàn chín trăm chín mấy. Lâu lắm rồi, tôi mua cái này là lúc mà cô còn đẹp sơ, còn sát trong, anh nó cất nhà. À. Tôi mua ghế, tôi té vô. Cái tủ này tôi đầu tiên nhất, tôi mua đầu tiên nhất. Cái mẫu mã, cái kiểu thiết kế này anh em. Mẫu mã kiểu thiết kế này. Đúng ngày kiểu ngày xưa luôn. Đôi lúc là mình đi làm công việc ấy, thì may mắn mình được gặp các cô, các chú. Mình được chiêm ngưỡng những cái đồ vật mà thật sự là chắc chắn là từ nhỏ giờ mình chưa được chiêm ngưỡng bao giờ luôn. Chắc chắn một cái điều đó luôn. Thế là đôi lúc là tại bảo sao là em yêu nghề ở chỗ đó. Yêu nghề và được đi đây đi đó khắp nơi. Đấy, để review cho anh em xem. Đấy, cái này là xin phép nha. Xin phép đàng hoàng thì mình mới được phép review. Không phải đến nhà người ta tự dưng mình quay linh tai linh tinh được đâu. Phải xin phép cô chú cho quay cái gì thì mình được phép quay cái đó. Cái này cũng là gỗ đỏ. À vậy ạ. Giác hương hả? Gỗ hương hả, đúng không? Gỗ hương. Dạ. Cái kiểu này nó rất, cái kiểu này nó rất là đẹp anh em ạ. Cái mẫu mã kiểu này cực kỳ đẹp luôn. Nhìn nó cái kiểu nó đẹp dã man, nó tinh tế. Ok, bên trong đây là tiếp tục một bộ bàn ghế ăn. Một bộ bàn ăn ở trong bếp. Đúng không cô? Đúng rồi. Cái bộ này cũng là gỗ đỏ. Anh em ơi, anh em gì này. Cực kỳ nặng luôn. Cực kỳ nặng luôn. Có nghĩa là full chỗ này là toàn gỗ đỏ hết. À, Phúc Lộc Thọ cũng gỗ đỏ. Ba ông. Tủ này, cái kiểu mẫu này cũng ngày xưa này. Cái hai bình rượu này chắc để trưng đấy, hay có uống. Mình có uống không? À vậy à. Con cũng thích sưu tầm rượu lắm, nhưng mà cũng không biết uống. Không, thế với hai cái người mà không biết uống thì lại rất thích sưu tầm. Con thì con không biết uống rượu uống bia. Đại loại là chỉ mải mê kiếm tiền thôi chứ không biết uống rượu. Đây là hai heo này hình như là gỗ khác phải không? À vậy là cái chất lượng gỗ không phải là gỗ mắc tiền. Đúng không ạ? Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Đẹp thật. Đôi lúc là mình rồi con xin phép con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô đã chia sẻ lại cho con một con cá rất là đẹp. Với cái hai là được chiêm ngưỡng không gian nhà cô thật sự quá tuyệt vời luôn. Đấy là cái ước mơ của bọn con ngay từ nhỏ. Ngay từ nhỏ mà bọn con muốn ước mơ sau này lớn lên mà làm được tiền và để sở hữu những cái sản phẩm mình thích. Đấy là điều thật sự là con mong muốn lắm. Nên là con đi đâu con cũng xin phép. Nhà nào đẹp là con xin phép cho con quay xíu. Dạ. Dạ dạ con cảm ơn cô. Con ước lắm. Chắc khó. Dạ.
con dạ dạ con đi lối nào cũng con đi lối nào cũng được. Ok, để con đi lối này để camera nó quay. Dạ con cảm ơn chú, con cảm ơn chú đã chia sẻ lại cho con. Thật sự là cũng là cái duyên chú ạ, cũng là cái duyên chú nhắn cho con, tại vì khách hàng con nhiều lắm, người ta nhắn nhiều mà người ta cũng gì nhiều mà con đôi lúc con không có thời gian để đọc tin nhắn. Là may là hên cho con là chú gọi, chứ không nếu chú không gọi là con không biết sở hữu bé này đâu. Chú gọi hai lần cô ạ. Lần thứ nhất là con bận quá, con không để ý, thì con dạ dạ vâng vâng thôi. Chứ lần thứ hai hôm nay nhỉ chú nhỉ? Chú gọi lần nữa chú hỏi là thế bây giờ có thu được hay không để chú con biết. Đấy thì lúc đó con mới check lại cái tin nhắn của chú thì con mới biết, con mới thấy. Chứ nhiều khách hàng quá đôi lúc con nhớ không nổi luôn. Dạ, có cái duyên, dạ. Thôi chắc là tầm giờ con cũng xin phép cô chú là cho bọn con về. Con về thì đi từ sáng giờ anh em cũng mệt. Bây giờ đội thợ săn bên kia cũng mệt nữa. Thế là cho anh em nó về. Thế còn cảm ơn chú một lần nữa nhá. Dạ con cảm ơn cô nhá. Dạ. Thế bao giờ có gì có duyên thì gặp lại. Mà thích thì con gọi cho con. Dạ. Cô thích, không thích, cô bán thì thích, cô mua lại. Dạ. Cô mua hoài thì dạ. Mua dạ. 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 Cá này thôi à. Ủa vậy ạ? À, tối ngày mai sinh nhật con thì chắc là con dành buổi tối cho bố mẹ. Thì chắc là tối ngày mốt là video này của cô chú lên TV. tối ngày mốt tối mai hoặc là tối ngày mốt gì đó. Thì thôi con chúc cô chú là mạnh khỏe. Chứ con tầm giờ con không chúc cô chú gì hết, con chỉ chúc cô chú mạnh khỏe thôi. Nha cô nhé. Giờ con xin phép cô chú nhé. Dạ dạ. Ok. Ok, hẹn gặp lại tất cả anh em vào clip tiếp theo. Thì kết thúc video tại đây và bây giờ đưa bé Huyết về Bình Dương. Thì mệt rồi, hôm nay mệt rồi. Bye bye anh em.